một con ngựa đang trả bào không ăn cò, một ánh sao đêm làm bầu trời hiu quạnh. Cùng là con người, ai không xót xa trên nỗi đau của họ. Họ đau lòng tôi cũng thấy xót xa. Từng tết thịt ban ra, tôi nghe đau nhói vô cùng. Nhìn nét mặt họ thấy thương thương, với ánh mắt xa xăm như có vẻ đang mong chờ. Các vị thầy thuốc mơ gặp lại vợ con, xin cảm ơn các thầy. Người là Bồ Tát cứu sinh, nếu muốn mai đây trên thế gian hết bệnh thì ta phải cố gắng hết sức mình, mong sao cho tất cả mạnh lành là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhìn họ quằn quại trong cơn đau mà tim tôi rỉ máu, với ánh mắt xa xăm đầm đìa lệ nhìn tôi như muốn bày tỏ ngại lao vào công việc, góp hết sức mình cho họ dịu cơn đau, để họ mỉm cười với những người quanh đó.
đâm vào trần đắng, xoay mùi kim như tề gương thần. Quá cao trắng tờ gà mắt giáp, chiến đấu tự thần để cứu lấy nhân sinh. Em ơi, nếu ngày mai trận chiến tàn mạng không trở lại, thầy em ơi đừng khóc đừng than làm chi nữa, vì anh đã làm tròn bổn phận của một kiếp ma con người. Được chết vì nhân sinh là anh mang nguyện rồi. Em ơi em đừng lo lắng, anh sẽ rèn luyện đủ đức đầy tài cho đẹp dạ người yêu. Anh sẽ là chàng dũng sĩ áo trắng yêu thương, trên chiến trường anh tiêu diệt mầm bên. Nụ cười của em làm cho anh thêm sức mạnh, chiến đấu dẻo dai không một phút ngập ngừng. Nhưng em ơi chàng dũng sĩ kia rồi đây sẽ kiệt sức, vì chiến đấu một mình với những kẻ ác tâm. Chúng ta phải biết nương tựa vào nhau, trên chiến trường sẽ là vô địch. Nhưng xã hội hôm nay tồn tại những điều tiêu cực, cứu chữa cho người còn phân biệt hèn sang. Kẻ nghèo khó thì họ bỏ mặt làm hơn, kẻ sang giàu thì hết lòng chăm sóc. Họ không biết mình vô tình giết chết, và đã nhân sinh vì những đồng tiền. Trăng đã ngã dài trên hôm trong trung, người dân một mình thao thức nghỉ suy. Như thấy môi em đang ở nụ cười vậy rồi, anh sẽ quay về cho kịp chuyến đò ngang.